Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel OVBIT. Ngày 21 tháng 10 năm 2024 thì Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã chính thức trở thành Chủ tịch nước Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên có một người xuất thân từ quân đội trở thành tứ trụ mà trước đó còn có nhiều người khác. Để biết được những người này là ai, xin mời quý vị đón xem. Ngoài Đại tướng Lương Cường thì còn tứ trụ nào từng có xuất thân từ quân đội? 1. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, 27 tháng 12 năm 1931, mất ngày 7 tháng 8 năm 2020. Người có xuất thân quân đội trở thành người quyền lực nhất Việt Nam chính là Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, bởi ông có nhiều năm công tác trong quân đội. Là một chính trị gia, Lê Khả Phiêu sinh ở làng Thạch Khê Thượng, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1945, tham gia phong trào Việt Minh tại địa phương và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 19 tháng 6 năm 1949. Ngày 1 tháng 5 năm 1950, được tổ chức Việt Minh điều động gia nhập quân đội. Tháng 5 năm 1974, khi quân đoàn 2 được thành lập, ông được cử giữ chức chủ nhiệm cục chính trị quân đoàn Hàm thượng tá. Năm 1978 là phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị rồi phó tư lệnh về chính trị quân khu 9, Hàm đại tá. Đồng thời ông cũng kiêm nhiệm một chức vụ dân sự là phó bí thư khu ủy khu 9. Tháng 4 năm 1984 được thăng hàm thiếu tướng giữ chức vụ chủ nhiệm chính trị, rồi phó tư lệnh về chính trị, kiêm chủ nhiệm chính trị, phó bí thư ban cán sự bộ tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia mật danh Mặt trận 719. Tháng 8 năm 1988, sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, ông được thăng hàm trung tướng và được điều về làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 9 năm 1991 là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1992 được phong quân hàm thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 6 năm 1991 là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Về phía quân đội, ông giữ chức ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Tháng 6 năm 1992 được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 1 năm 1994 được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4 năm 1996 làm Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 6 năm 1996, ông được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương ngày 26 tháng 12 năm 1997 tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8, Lê Khả Phiêu được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Không lâu sau khi Đỗ Mười quyết định nghỉ hưu, đến năm 2001 thôi giữ chức Tổng Bí thư và chính thức nghỉ hưu vào năm 2006. 2. Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo sinh ngày 8 tháng 8 năm 1921, mất ngày 24 tháng 7 năm 1999. Người tiếp theo cũng có xuất thân quân đội và sau này trở thành tứ trụ là ông Lê Quang Đạo, một chính khách Việt Nam khi từng giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Ông tên thật là Nguyễn Đức Nguyện, quê làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Cha ông là cụ Nguyễn Đức Cung, cụ Thơ là mẹ ông là cụ Nguyễn Thị Lạc. Từ năm 1950 đến năm 1954, ông phụ trách công tác tuyên huấn chiến dịch biên giới, là cục trưởng đầu tiên của cục tuyên huấn, phó chủ nhiệm chính trị trong chiến dịch Điện Biên Phủ quyền chính Ủy Đại đoàn 308 trong cuộc tấn công sang Thượng Lào, Phó trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ủy ban Liên hiệp Đình chiến, Ủy viên Ban Liên hiệp Đình chiến Trung ương. Từ năm 1955 đến năm 1976 là Phó chủ nhiệm Tầm cục Chính trị trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên huấn, địch vận đối ngoại của quân đội, Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương năm 1965 đến năm 1976. Năm 1961 kiêm chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 3 năm 1961, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương. Ông thụ phong quân hàm thiếu tướng vào năm 1959. Từ năm 1968 đến năm 1972, làm chính ủy các chiến dịch quân sự lớn, đường chín Khe Xanh, đường chín Nam Lào và trị thiên giải phóng Quảng Trị. Năm 1974, là ủy viên thường trực quân ủy Trung ương và được phong quân hàm trung tướng, giám đốc học viện chính trị quân đội tại Đại hội Đảng thứ tư năm 1976 được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Ban bí thư Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 1978 làm Phó bí thư Thành ủy kiêm Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hà Nội, nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ năm 1982 là Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban khoa giáo Trung ương, phụ trách công tác dân vận khoa giáo và tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 1987 được bầu làm chủ tịch Quốc hội, cùng ngày ông được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Đến năm 1988 giữ chức bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 8 năm 1994, sau gần 2 năm không giữ chức vụ quan trọng nào, ông được bầu làm chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho đến khi qua đời vào tháng 7 năm 1999. 3. Chủ tịch nước Lê Đức Anh ngày 1 tháng 12 năm 1920, mất ngày 22 tháng 4 năm 2019. Tên khai sinh là Lê Văn Giác, bí danh là Nguyễn Phú Hòa, 6 năm. Ông có quê quán tại Lập An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Tháng 8 năm 1945, nhập ngũ dưới các chức vụ từ trung đội trưởng đến chính trị viên tiểu đoàn chi đội 1 và trung đoàn 301. Từ tháng 10 năm 1948 đến năm 1950 là tham mưu trưởng các quân khu 7, quân khu 8 và đặc khu Sài Gòn chợ lớn từ năm 1951 đến năm 1954, giữ chức tham mưu phó, quyền tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Sau hiệp định Geneva, ông tập kết ra Bắc. Tháng 5 năm 1955, giữ chức cục phó cục tác chiến, rồi cục trưởng cục quân lực Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm đại tá năm 1958. Từ tháng 8 năm 1963, giữ chức phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 2 năm 1964, được điều vào Nam với bí danh 6 Nam, giữ chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam. Năm 1975, được cử giữ chức Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh Cánh quân Tây Nam đánh vào Sài Gòn. Từ tháng 5 năm 1976, tiếp tục giữ chức Tư lệnh Quân khu 9. Năm 1980, được thăng quân hàm Thượng tướng. Đến tháng 6 năm 1978, là Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, chỉ huy trưởng cơ quan tiền phương Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam cho đến năm 1981. Năm 1984, được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng và được Bộ Chính trị chỉ định làm Ủy viên Hội đồng Quân sự Bộ Quốc phòng. Tháng 12 năm 1986, giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ ngày 16 tháng 2 năm 1987 đến ngày 10 tháng 8 năm 1991 là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân sự Trung ương. Năm 1991, giữ chức vụ Thường trực Bộ Chính trị. Năm 1992, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bầu vào chức vụ Chủ tịch nước. Ông cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 4 cho tới khóa 8, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 5 cho tới khóa 8, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8, đại biểu Quốc hội khóa 6, 8, 9 và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1992, ông là người kế nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Trí Công và do đó là Chủ tịch nước Việt Nam. Vào cuối tháng 9 năm 1997, Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông. Phó Thủ tướng Trần Đức Lương đã được bầu làm Chủ tịch nước tiếp theo. Đại tướng Lê Đức Anh qua đời vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2019 ở tuổi 98 tại nhà công vụ số 5A phố Hoàng Diệu, Hà Nội, nơi ông và vợ gắn bó với nhau từ cuối năm 1986. 4. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Một người nữa cũng xuất thân từ quân đội rồi trở thành tứ trụ mà ít người biết đến, đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949 tại Cà Mau là một chính trị gia. Ông có quê ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cha ông là Nguyễn Tấn Thử, tên khác là Nguyễn Tấn Minh, 10 Minh. Chính trị viên phó tỉnh đội Rạch Giá mất ngày 16 tháng 4 năm 1969 khi một trái bom Mỹ đã ném trúng hầm trú ẩn của tỉnh đội Rạch Giá và được truy phòng liệt sĩ. Năm 1961, tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, làm công tác văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sĩ. Nguyễn Tấn Dũng sau đó lần lượt giữ các chức vụ tiểu đội bậc trưởng, tương đương trung sĩ, trung đội bậc trưởng, chuẩn úy và đại đội bậc phó thiếu úy, đại đội bậc trưởng, trung úy, đội trưởng đội phẫu thuật, đại đội trưởng và chính trị viên trưởng đại đội quân y thuộc tỉnh đội Rạch Giá. Nguyễn Tấn Dũng gia nhập Đảng Lao động Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 1967, chính thức là ngày 10 tháng 3 năm 1968. Cuối năm 1969, nhờ người bạn chiến đấu Phan Trung Kiên, ông thoát chết trong một trận càn quét ở Cà Mau, Kiên Giang. Nguyễn Tấn Dũng lúc đó đang là cấp bậc trung úy đã chọn ở lại phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là trung úy chính trị viên đại hội quân y thuộc tỉnh đội Rạch Giá. Sau năm 1975, lần lượt giữ các chức vụ thượng úy, chính trị viên trưởng tiểu đoàn bộ binh 207, đại úy, chủ nhiệm chính trị trung ương đoàn bộ binh 152, thiếu tá, trưởng ban cán bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 10 năm 1981 trở đi, ông phục viên và tham gia công tác chính trị, sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa phương, lần lượt giữ các chức vụ tỉnh ủy viên Kiên Giang, phó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang, bí thư huyện ủy Hà Tiên, phó bí thư thường trực rồi bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, bí thư đảng ủy quân sự tỉnh Kiên Giang, ủy viên đảng ủy quân khu 9, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 1 năm 1995, tham gia công tác trong trung ương với các chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ tháng 1 năm 1995 cho tới tháng 8 năm 1996. Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng tại các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thứ 6 năm 1986 dự khuyết và thứ 7 năm 1991. Từ tháng 9 năm 1997, được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 10, đại biểu khu vực 3 Hải Phòng và được đề cử và sau đó được Quốc hội thông qua giữ chức Phó Thủ tướng sau đó Thủ tướng Phan Văn Khải giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực và Chủ tịch Hội đồng Tài chính Tiền tệ của Chính phủ. Trong thời gian này, ông được nhà nước Lào tặng thưởng huân chương Isala hạng nhất, huân chương cao quý nhất của Lào. Ngày 16 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải đề cử ông làm người kế nhiệm mình trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, được Quốc hội bầu làm tân Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông trở thành người trẻ nhất giữ chức vụ này. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, tại Quốc hội khóa 12, ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai chức vụ Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ 96,96% ,96 phiếu đồng ý hợp lệ trên tổng số đại biểu. Ngày 26 tháng 7 năm 2011, tái đắc cử nhiệm kỳ 3 với tỷ lệ 94% phiếu đồng ý hợp lệ trên tổng số đại biểu. Đến tháng 1 năm 2016, tại Đại hội 12 của Đảng, ông vẫn nhận được đề cử vào Ban chấp hành Trung ương, mặc dù trước đó ông xin không tái cử. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết cho phép ông rút khỏi danh sách bầu cử. Từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và nghỉ hưu theo chế độ. Trên đây là video ngoài Đại tướng Lương Cường thì còn có những người nào xuất thân từ quân đội trở thành tứ trụ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBIT. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.